Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 12 15 tháng 12. Như vậy là đồng đô la Mỹ đã thật sự uh, diễn tiến theo cái chiều hướng giảm xuống như là chúng ta đã đề cập đến trong bản tin cập nhật ngày hôm qua. Lý do là tại vì tâm lý thị trường hiện tại thì hết sức là rõ ràng theo cái chiều hướng uh, đó là một cái chính sách tiền tệ của cục dưới trữ liên bang sẽ mềm mỏng hơn và điều đó thì sẽ là cái động lực thúc đẩy cho đồng đô la Mỹ theo cái chiều hướng tiếp tục đi xuống. Bất chấp là chúng ta biết rằng dữ liệu kinh tế ngày hôm qua vẫn theo chiều hướng khá là tốt với các cái con số doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ công bố thì mọi người có thể nhận thấy rằng là nó quay trở lại cái xu hướng tăng rất là mạnh đúng không ạ? Trước đó thì doanh số bán lẻ đã từng giảm ở 0,2% ở trong cái tháng tháng 10 đúng không ạ? Nhưng đến tháng 11 Uh, uh, thì đã quay trở lại tăng đến 0,3% và cái con số này cũng đã vượt hơn uh, rất là tốt so với con số kỳ vọng ở mức âm uh, um 0,1%. Doanh số bán lẻ cũng có cái sự tăng trưởng tương ứng như vậy đúng không ạ? Dự đoán là âm um 0,1 nhưng thực tế ra dương 0,2. Nhưng tuy nhiên thì thị trường đã phớt lờ những cái thông tin cơ bản này tại vì uh, lý do cũng rất là dễ hiểu thôi tại vì quan trọng như là báo cáo Nanfarm trước đó uh, của cái thứ sáu tuần trước đúng không ạ? Hay là báo cáo cpi của cái dữ liệu của đầu tuần này đúng không ạ chúng ta thấy rằng là cả hai cái báo cáo đều có cái tính chất hết sức là quan trọng nhưng cùng giới chức liên liên bang ấy, thì vẫn bất chấp cái dữ liệu đó và đưa ra những cái cảnh báo hết sức là rõ ràng trong cái phiên FOMC của mình về cái việc đó là họ sẽ đẩy nhanh cái tiến độ cắt giảm lãi suất à, vào năm 2024 với khoảng dự kiến khoảng 3 lần cắt giảm lãi suất và tổng cái số lượng cắt giảm là khoảng 0,75% đẩy lãi suất xuống mức 4,6% thành ra thị trường hiện tại ấy, thì rất là rõ ràng và rất cũng rất là hào hứng dựa trên cái thông tin đó và liên tục bán xuống đồng đô la Mỹ và đẩy chỉ số DXY phá vỡ vùng hỗ trợ 102.5 theo cái chiều hướng breakout đi xuống hết sức là rõ ràng rồi. Mọi người có thể nhìn thấy điều này trên biểu đồ H4 cũng như là biểu đồ daily mà chúng ta nhận thấy ở đây đúng không ạ? Bên cạnh đó thì ngày hôm qua chúng ta biết rằng là một loạt các cái ngân hàng trung ương lớn cũng đưa ra cái cuộc họp của mình thì trái với cục dự trước liên bang, họ lại đưa ra những cái chúng ta nhận thấy rằng lại có những cái động thái tương đối là diều hầu. Đầu tiên đó là cái ngân hàng trung ương của Anh đúng không ạ? Theo như thị trường dự đoán thì chỉ có hai cái thành viên thuộc mpc sẽ ủng hộ cho cái phương án là tăng lãi suất nhưng tuy nhiên thì lại có đến ba thành viên chúng ta có thể kích vào chi tiết ở đây để xem ba cái thành viên đó là ai bằng cái việc tải xuống cái ấn bản của họ nha cái ấn bản của họ thì sẽ có cái lưu trú cái ghi chú cái chi tiết về các cái thành viên mà bỏ phiếu hay là tức là bỏ bỏ phiếu theo cái phương án tăng hay là giảm lãi suất bằng ở trong cái ấn bản này, chúng ta có thể click vào trong chỗ này, vào cái phần 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 Latest and Aslo đây này, cái voting history này mọi người có thể click xuống và tải cái này xuống nha, thì sẽ xem được cái chi tiết. Ở đây thì mình sẽ không rồi mình cũng tải xuống luôn đây rồi, mọi người có thể xem ở đây, đúng không ạ? ấy thì tuy nhiên mọi người có nhận thấy rằng nó là gì ạ? Bên cạnh cái việc mà có số lượng thành viên ủng hộ cho cái phương án tăng lãi suất thì nhiều hơn so với dự đoán thì thống đốc ngân hàng trung ương BOE là Bailey cũng có những cái phát biểu mang cái chiều hướng cứng rắn hơn đó nghĩa là vẫn còn một cái chặng đường dài để mà chiến đấu với lạm phát theo cái chiều hướng hết sức là diều hầu đúng không ạ đấy thì cái Excel nó đang mở và chúng ta có thể nhìn thấy rằng nó là gì ạ các cái thành viên mà ủng hộ cho cái phương án tăng lãi suất ở đây đó là gì gồm có ba người chính là ba cái ông này nha đấy từ Uh, Megan Green, Jonathan Harkin và Carithen Elmen, đúng không ạ? đều là những cái người ủng hộ cho cái phương án tiếp tục tăng lãi suất rất là cứng rắn. đấy Trước đó thì thị trường có cái dự đoán là sẽ chỉ có độ khoảng là 6 ông mà thôi, đúng không ạ? Uh, xin lỗi có hai ông mà thôi, nhưng thực tế thì là ba ông, đúng không ạ? Bên cạnh BoE thì chúng ta biết rằng là tối ngày hôm qua Ngân hàng Trung ương ở Châu Âu ECB cũng tiếp tục theo cái chiều hướng tương đối là cứng rắn với những cái bình luận của uh, của của Chủ tịch uh, ECB trong cái phần họp báo thì mọi người có thể nhận thấy rằng nó là gì ạ ờ, cái phát biểu của bà cứng rắn hơn khá là nhiều so với cục Dự trữ Liên bang đó họ sẽ không ngần ngại sử dụng các cái công cụ khác để đảm bảo rằng là cái tính liên tục trong cái việc ý muốn là ý muốn nói ám chỉ đấy là cái tính liên tục trong cái việc giữ cho lạm phát tiếp tục theo cái chiều hướng giảm xuống đúng không ạ không ngần ngại sử dụng thêm các công cụ khác mà hiện tại chúng ta biết rằng là họ đã sử dụng rất là tốt cái công cụ lãi suất để lãi suất lên cái mức cũng rất là cao rồi đúng không ạ bên cạnh đó những cái phát biểu khác thí dụ cái điều này thì cũng theo chiều hướng cứng rắn đúng không ạ tức là họ vẫn đánh giá kinh tế của châu âu khá là mạnh họ không nghĩ rằng là thấy có cái suy thoái trong cái suy nghĩ của họ đúng không ạ cho nên ra là chúng ta thấy rằng là và không thấy suy thoái thì không cần thiết là phải quá mềm mỏng trong cái chính sách tiền tệ đúng không ạ cũng là một cái bình luận mang cái tính cứng rắn hay là chỗ này đúng không ờ, có cũng giống, giống tương tự giống như là ngân hàng trung ương anh họ bình luận rằng là gì ạ họ có vẫn còn có những việc cần phải làm để ý là có vẫn còn nhiều việc phải làm để mà chiến đấu lại với, đối với lạm phát như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? đang tạo ra một cái sự phân kỳ giữa các cái ngân hàng trung ương lớn à, với cục dự trữ liên bang và cụ thể ở đây nó là ECB cùng với BOE hai ngân hàng này về cơ bản cái giọng điệu vẫn hơi cứng rắn hơn so với lại cục dự trữ liên bang ít nhất cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có mỗi phép là đưa ra được cái lộ trình về cắt giảm lãi suất hết sức rõ ràng của mình và cắt giảm nhanh hơn so với kỳ kỳ vọng trước đây đúng không ạ còn ECB cùng với BOE thì họ vẫn còn chưa đưa ra cái lộ trình rằng là sẽ cắt giảm lãi suất vào thời điểm nào cả. Và thay vào đó thì còn họ còn nhấn mạnh rằng là có thể sẽ còn nhiều việc phải làm, sẽ còn một chặng đường dài phải đi và sẽ có thể bổ sung thêm các cái công cụ khác để kiểm soát lạm phát. Thành ra mà nói thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Về cái mức độ cứng rắn hiện tại thì có vẻ như Fed lại mềm mỏng hơn đúng không ạ? Lại mềm mỏng hơn. Và điều đó thì càng làm cho đồng đô la Mỹ giảm xuống mạnh hơn và chúng ta nhận thấy rằng gì ạ? Một cái cây nến daily, một cái nến rất là rõ ràng breakout cái vùng support 100 là 2.5, 100 là 2.7 Rất là rõ đúng không ạ Với biểu đồ này á, thì những cái ngày giao dịch tiếp theo của chúng ta Sẽ là những ngày tiếp tục ưu tiên cơ hội canh bán xuống đồng đô la Mỹ Giờ là lúc mà chúng ta chờ đợi nó retest hay pull back trở lại cái vùng 102.5, 102.6 đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta tiếp tục kích hoạt cái vị thế bán xuống. Nếu như ngày hôm nay mà giá có thể vun bách lại đây và đồng thời hình thành những cái nến như là pin ba hay là bearish engulfing ở đây á, chúng ta có thể sẽ kích hoạt các cái vị thế bán xuống nha. Hoặc là mọi người có thể chuyển xuống những cái time frame thấp hơn, thí dụ ở m 15 phút. Uh, tìm kiếm những cái cấu trúc daily cycle hay cấu trúc chu kỳ trong ngày và trading in sideway break chứng đi lên tạo ra em chúng ta sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống đối với lại chỉ số DXY này đồng nghĩa với việc đó là chúng ta mua lên trên các cái cặp tiền G7 Uh, EURUSD thì uh, với cái dòng điệu của ECB ngày hôm qua chúng ta thấy rằng nó là diện rất cứng rắn như thế, cứng rắn hơn rất nhiều so với thị trường dự đoán. Thì uh, đồng euro đã có cú bật tăng lên trở lại rất là mạnh mẽ. Hiện tại thì tiệm cận đến vùng kháng cự 1.1, 1.1 là con số ra number cũng rất đáng chú ý. Thành ra mà nói thì khả năng nó sẽ có cái sự phản ứng tại vùng này là rất là dễ dàng, đúng không ạ? Mình kỳ vọng sẽ có một cái pullback nhẹ trước khi mà nó thật sự clear hay là phá vỡ được cái vùng kháng cự 1.1 này. Đó. Nếu như uh, EU có thể pull back trở lại, đặc biệt là pull back sâu một chút, tiệm cận được đến đường trung bình rộng 50 ngày dưới 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 bên này á thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên nha trên biểu đồ H4 nha. Đó, hoặc cũng có thể chuyển xuống những cái time frame thấp như là M15 phút để tìm kiếm cái mẫu nền mua lên trong ngày là W formation hoặc là long pin bar hoặc là top mà Chipper chip top đúng không ạ? hoặc là HNS formation mô hình à, đỉnh à, vai đầu vai đảo ngược đúng không ạ nếu như xuất hiện những mẫu hình như này chúng ta hoàn toàn có thể sẽ kích hoạt các cái vị thế mua lên đối với lại EU hiện tại nha đồng bảng Anh thì à, sự phá vỡ đã diễn ra à, ngày hôm qua thì chúng ta kỳ vọng rằng đồng bảng sẽ tăng lên đến cái vùng 1.27 đúng không ạ là cái vùng kháng cự trên cái biểu đồ daily đúng không? cũng như biểu đồ H4 mà chúng ta vừa thấy nhưng tuy nhiên thì ngày hôm qua đồng bảng đã phá vỡ được cái vùng kháng cự này để xác lập một cái vùng đỉnh cao mới trong cái xu hướng tăng tổng thể của biểu đồ daily mà chúng ta đã từng đề cập đến trong các cái bản tin cập nhật gần đây đúng không ạ? Thì chúng ta nhận thấy rằng đây dường như cũng mới chỉ là khởi đầu của một cái xu hướng tăng mà thôi trên biểu đồ daily ấy. Lý do là tại vì uh, giá vừa mới chỉ vượt qua đường trung bình trong 50 ngày có một cái pullback đầu tiên đúng không ạ? Và sau pullback bắt đầu xác lập một cái vùng đỉnh cao mới cho nên có thể nói đây cũng vẫn chỉ là cái giai đoạn đầu tiên của cái xu hướng tăng này thôi có thể giá sẽ còn tiếp tục tăng lên cao nhiều hơn nữa cho nên giờ là lúc mà chúng ta tìm kiếm các cái cơ hội mua lên thuận với xu hướng chính à, <laughs> nếu như có thể pullback retest trở lại vùng 1.2720 1.27 đồng thời xuất hiện các cái tín hiệu nến như là pin ba ở đây á thì chúng ta có thể sẽ xem xét kích hoạt cái vị thế mua lên đối với đồng bảng nha Uh, usd gpn thì sao giá về cơ bản là vẫn đang theo một cái chiều hướng đi xuống mà thôi ngày hôm qua tiếp tục giảm tất nhiên là mức độ giảm thì không có mạnh bằng so với lại cái phiên fomc trước đó nhưng tuy nhiên thì theo đánh giá cá nhân của mình có thể USDJPY uh, USD ZPN sẽ còn phải chịu nhiều cái áp lực đi xuống trong cái thời gian tới nữa, nhất là trong bối cảnh thị trường có thể sẽ đặt kỳ vọng vào cái phiên họp ngày 19 tháng 12 tới đây của uh, ngân hàng trung ương Nhật BOJ. Chúng ta sẽ nhìn trên lịch sự kiện chúng ta thấy rằng là gì BOJ sẽ có một cái cuộc họp vào sáng ngày 19 giờ Việt Nam đúng không ạ? Sáng ngày 19 giờ Việt Nam tới đây. Thành ra mà nói thì đặc biệt là sau cái uh, những cái cuộc họp ngày hôm qua của SCB, của BOE <laughs> của Anh và của châu Âu á thì rất có thể ngân hàng trung ương nhật cũng sẽ tiếp nối cái giọng điệu đó tức là theo cái giọng điệu có vẻ sẽ cứng rắn hơn so với lại ngân hàng trung ương cục dự trữ liên bang hoa kỳ đúng không ạ? Tại vì chúng ta biết rằng là uh, trong cái những cái bình luận trước đây á thì uh, cái giai đoạn mà giảm rất là mạnh chỗ này này thì chúng ta biết rằng đây là những cái bình luận uh, những cái đồn đoán đến từ cái phía ngân hàng uh, trung ương nhật về từ cái cuộc viếng thăm của thống đốc ngân hàng Trung ương Nhật Ueda đến thăm văn phòng thủ tướng Kishida đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là có những cái đồn đoán về việc họ sẽ điều chỉnh cái chính sách tiền tệ. Nhưng tuy nhiên sau đó thì uh, BOJ đã phát đi cái thông hiệu rằng là họ thấy, cảm thấy là chưa cần thiết để mà kết thúc cái chính sách lãi suất âm đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là đến chỗ này thì ở đây là FOMC rồi đúng không ạ? Cho nên rằng là với cái giọng điệu như vậy, với cái giọng điệu rằng là họ chưa cần thiết có thể kết thúc cái chính sách lãi suất âm đúng không ạ? Đấy, nhưng mà trước đó thì đồn đoán rất là nhiều Và đây lại là kỳ họp cuối cùng của năm 2023 Thành ra mà nói thì có thể là chưa cần thiết kết thúc ngay lúc này Nhưng cũng có thể họ sẽ đưa ra một cái lộ trình Một cái lộ trình nào đó về cái việc sẽ có những cái động thái là gì ạ? Thay đổi cái chính sách của mình, thay đổi chính sách siêu lối lỏng của mình Theo cái chiều hướng có thể sẽ gọi là thắt chặt hơn, đúng không ạ? Thắt chặt hơn so với trước Và nếu như vậy thì rất có thể USD sẽ còn tiếp tục rớt giá xuống nhiều hơn nữa và nhất là trong bối cảnh chúng ta nhận thấy trên biểu đồ H4 chúng ta đang có một cái xu hướng đi xuống rất là rõ nét rồi đúng không ạ? Trên biểu đồ daily cũng tương tự như vậy. Đây là một cái sự đảo chiều hoàn toàn rất là rõ ràng đúng không? Giờ là lúc mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi pullback để tìm một cái mức giá cao hơn trước khi kích hoạt các cái vị thế bán xuống đối với lại USD này nha. À, AUD cùng với NZD thì chung một cái xu hướng đúng không ạ? Đó là phá vỡ cái vùng đỉnh cao trong cái phiên trading ngày hôm qua. Đối với NZD USD là phá vỡ 0.62. hai. À, AUD USD thì phá vỡ vùng 0.6675 Giờ là lúc mà chúng ta tìm kiếm những cái nhịp pullback để kích hoạt các vị thế mua lên Đối với AUD có thể pullback xuống sâu một chút là đường trung bình di động 50 của cái biểu đồ H4 ở đây đúng không ạ? Đồng thời nếu như forming các cái cây nến như pin 3 ở đây á thì anh chị em có thể xem xét kích hoạt cái vị thế mua lên nha. Đô la New Zealand cũng tương tự như vậy. Chúng ta nhận thấy rằng là đang có những cái tín hiệu cho thấy rằng vùng này sẽ là vùng tích lũy để cho uh, đô la New Zealand đi lên cao hơn. Tại vì sao mọi người chuyển xuống cái time frame 15 phút sẽ nhận thấy rằng là gì ạ? Ngày hôm qua nó hình thành liên tục một loạt các cái cụm nến uh, theo cái chiều hướng cái mẫu nến mua lên đúng không ạ? Đó là W formation đúng không? formation. Tất nhiên hiện tại thì đang có một chút pullback điều chỉnh. Ngày hôm nay thì chúng ta kỳ vọng có thể sẽ quét trở lại vân đáy cũ của ngày hôm qua, đúng không ạ? Quét lại đáy cũ ngày hôm qua trước khi mà bật tăng đi lên trở lại, bật tăng đi lên trở lại. Cho nên cái vùng giá mà chúng ta có thể sẽ tìm kiếm mua được sẽ loanh quanh phía bên dưới cái vùng đáy của cái phiên trading ngày hôm qua nha. Uh, USD CAD trong một cái xu hướng giá xuống hết sức là rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy rằng sau một cái thời kỳ kiểm chứng test trở lại đường trung bình di động là 50 trên biểu đồ H4 thì giá đã rớt xuống rất là rõ nét. Nhìn trên biểu đồ uh, daily thì chúng ta cũng nhận thấy rằng nó là gì ạ? Rõ ràng rằng đây là một cái cấu trúc giá xuống ở cái giai đoạn cũng là khởi đầu mà thôi Tại vì sao? Giá sau khi breakout out đường trendline cũng như là breakout out đường trung bình động 50 ngày Thì quay trở lại, pullback trở lại, retest và tiếp tục rớt xuống rất là sâu, rớt xuống rất là mạnh Biểu đồ này thì gợi ý cho cái kịch bản có thể nó sẽ còn tiếp tục rớt xuống nhiều hơn nữa Nhưng mà trước đó thì có thể sẽ có một cái nhịp pullback nhẹ, nhẹ nhẹ nha Mình kỳ vọng sẽ không có pullback lên quá là sâu ờ, Có thể sẽ đâu đó khoảng chừng 1 70, 1.3450 mà thôi Đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta nhìn thấy rằng biểu đồ của giá dầu cũng đang support cho một cái kịch bản là có thể USD CAD sẽ còn tiếp tục rất xuống sâu nữa. Tại vì sao chúng ta nhìn thấy rằng là đang có một cái W formation hình thành hết sức là rõ nét trên biểu đồ của thị trường dầu đúng không ạ? Đã có cái sự xác nhận khi mà giá tăng vượt qua cái đường viên cổ. Có nghĩa rằng là gì ạ? Dầu có thể sẽ còn tiếp tục đi lên và gây áp lực lên cặp tiền USD CAD trong những ngày từ đây. Biểu đồ H4 thì cũng gợi ý cho cái kịch bản đó là có thể sẽ có cái nhịp pullback lên cao hơn một chút, xem xem khoảng đó 1.3480, 1.3490 đúng không ạ? Trước khi mà nó quay trở lại cái xu hướng giảm nha. Franc thị sĩ cũng tương tự như vậy. Chúng ta nhận thấy rằng là cuộc họp của SNB ngày hôm qua về cơ bản thì khá là sát với lại thị trường dự đoán. Và họ vẫn tiếp tục giữ lãi suất ở cái mức 1,75% không có các cái bình luận đi kèm. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng nó là chúng ta nhìn vào cái cái bình luận cái phần họp báo thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Không có các cái nhiều các cái phát biểu mang cái tính nóng hổi đến từ thống đốc ngân hàng trung ương uh, Thụy Sĩ SNB là Jordan đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy không có các cái nhiều cái bình luận đó mà tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Ở Frank Thụy Sĩ thì vẫn theo cái chiều hướng là đi xuống mà thôi. Giá ngày hôm qua có một chút phản ứng tại cái vùng support là 0. 86, 90 đúng không ạ? Một chút support. Nhưng cái này cũng chỉ đủ để làm giống như là một cái retest trở lại, một cái phản ứng nhất thời trên phương diện kỹ thuật trước khi mà cặp tiền này tiếp tục rớt xuống sâu hơn. Và thêm bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rằng nó là gì ạ? Hướng đi của đồng đô la Mỹ cho đến lúc này đã là rất là rõ ràng rồi. Thay ra mà nói cái kịch bản để cho franc thụy sĩ tiếp tục rớt xuống sâu nữa là khá rõ ràng. Mình thì kỳ vọng trước mắt sẽ rớt về vùng đáy cũ là 0.8550 phía bên dưới của biểu đồ daily này trước khi chúng ta có những cập nhật giá xa hơn nha. Thị trường vàng thì đang trong một cái xu hướng tiếp tục quay trở lại cái đà tăng giá và theo như chia sẻ trong cái buổi zoom tối ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng nó gì động lực để cho vàng đi lên hiện tại là rất là rõ ràng trong cái bối cảnh ngân hàng trung ương uh, Mỹ đã cảnh báo đã đưa ra một cái lộ trình về cắt giảm lãi suất hết sức là rõ ràng như vậy và đặc biệt đó là trong cái bối cảnh lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ rất rất là mạnh như thế này thì khả năng sẽ thổi lên một làn sóng tăng giá mới của thị trường vàng trong thời gian tới là hết sức rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta có thể anh chị em có thể xem lại cái buổi zoom tối ngày hôm qua khi mình đề cập đến yếu tố của lợi tức trái phiếu nha. Chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái sự tương quan nghịch giữa lợi tức trái phiếu đặc biệt là cái lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ với giá vàng và trong bối cảnh cái lợi tức này sẽ còn tiếp tục rớt xuống nhiều nữa dựa trên cái lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed thì nhiều khả năng là vàng sẽ phá vỡ quay trở lại phá vỡ cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại của mình ấy khi mà động thái chốt lời đã thật sự qua đi vào cái tuần à, cái tuần trước nữa gần trước nữa cho nên rằng là đối với vàng hiện tại thì chúng ta có thể chuyển xuống những cái time frame tốt hơn thí dụ như là H 4 hoặc là H1 để tìm kiếm các cái cơ hội mua lên. Lúc này trên H1 đó, thì mọi người có thể uh, chờ đợi nó retest trở lại cái đường trung bình rộng 50 ngày ở đây hoặc là sử dụng các cái mốc Fibonacci uh, các cái con số Fibonacci để tìm cái điểm mua chúng ta có thể đo cái retracement của nó đúng không ạ thí dụ như pullback trở lại 38.2 sẽ là hợp lưu với đường trung bình rộng 50 hoặc là pullback lại cái vùng 50 nghĩa là khi nó pullback trở lại những cái mốc đó và xuất hiện các cái mẫu nến như là pin 3 hay là bullish engulfing hay là các cái mẫu nến uh, w formation trong này á thì là cái cơ hội để cho phép chúng ta kích hoạt các cái vị thế mua lên nha. Chỉ số chứng khoán S&P 500 thì ngày hôm qua có một cái sự điều chỉnh, tất nhiên là cũng chỉ là điều chỉnh nhẹ thôi. Theo như đánh giá cá nhân của mình thì đây cũng là một cái hành động giá hết sức là bình thường trong một cái xu hướng tăng tổng thể và đặc biệt đó là khi mà S&P 500 đang tiệm cận đến cái vùng 4.800 điểm, có thể sẽ có những cái động thái chốt lời nhất định đến từ phía một bộ phận các nhà đầu tư thành ra là giá phản ứng tại vùng này thì cũng không có gì được quá ngạc nhiên đối với chúng ta thì nên chờ đợi có một cái động thái thật sự là tức là có thể sẽ có hai cái kịch bản mua lên một là chờ cho cái động thái chốt lời qua đi đẩy chỉ số này pullback xuống một chút trước khi chúng ta mua trở lại hai ấy là có thể chờ đợi cho nó break out qua hoàn toàn sau đó retest trước khi mà chúng ta kích hoạt cái vị thế mua lên trong cái bối cảnh đó là fed đưa ra một cái lộ trình đưa ra những cái dự đoán về kinh tế rất là tốt đúng không ạ chỉ có một chút tăng thưởng chậm lại chỉ đánh mất một chút cái tỷ lệ việc làm mà thôi và uh, lạm phát thì quay trở lại đúng hướng fed cắt giảm lãi suất như vậy là chúng ta thấy rằng là gì ạ kinh tế Hoa Kỳ chỉ đánh đổi một chút tăng trưởng đã thoát khỏi cái đã kiểm soát thành công cái vấn đề về lạm phát kể từ năm 2000 sau năm 2024 đó là một cái động lực rất là lớn cho S&P 500 có thể sẽ còn tiếp tục đi lên những vùng đỉnh cao hơn nữa trong cái thời gian tới